Quy tắc làm đẹp siêu nghiêm ngặt, bất kỳ nữ nhân hoàng gia nào cũng phải tuân theo. Nếu là một thành viên của hoàng tộc, các cô nàng sẽ phải tuân theo những quy định rất nghiêm ngặt mỗi khi tút tát để xuất hiện trước dân chúng. Các thành viên trong gia đình hoàng gia thường phải xuất hiện trước công chúng. Họ nhận được sự chú ý đặc biệt từ cách đi đứng đến những chi tiết nhỏ nhất như nụ cười, màu son hay kiểu tóc. Chính vì vậy, mỗi lần như thế, các nữ nhân hoàng gia luôn phải chuẩn bị diện mạo của mình một cách kỹ càng nhất. Nhưng không phải cứ lộng lẫy, đẹp hoàn hảo là được. Thực tế, có hẳn một bộ nguyên tắc về làm đẹp dành cho các công nương, công chúa mỗi khi xuất hiện trước công chúng mà ít ai trong họ dám phá vỡ và không tuân thủ. Không dùng son môi đậm hoặc màu quá rực rỡ. Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào trong gia đình hoàng gia đánh son môi màu rực rỡ cả, đặc biệt là màu đỏ hay màu berry đậm, bởi chúng có thể dễ để lại tai nạn dính son môi trên răng. Và đó sẽ là điểm trừ lớn lắm luôn cho các cô gái hoàng gia. Thay vào đó, họ sẽ lựa chọn những tông son màu hồng nhẹ hay nude để tăng sự sang trọng. Nữ hoàng Elizabeth là một fan trung thành của son môi, tuy nhiên hiếm khi người dân thấy bà xuất hiện với một màu son đậm. Không đánh khối quá rõ nét. Dù phải luôn giữ hình ảnh đẹp nhưng việc trang điểm đậm là điều tối kỵ với những phụ nữ hoàng gia. Kim Kardashian là nữ hoàng Instagram và bạn sẽ thấy cô ấy luôn tạo khối rất rõ nét trên khuôn mặt. Ngược lại, nữ hoàng tương lai của Thụy Điển, công chúa Victoria, không được phép làm xương gò má của mình quá nổi bật. Những phụ nữ hoàng gia sẽ luôn được trang điểm thêm phong cách tự nhiên nhất. Họ chỉ có thể làm gương mặt tươi tắn lên bằng việc thêm một chút má hồng. Hoàng hậu Anh luôn giữ cho mình phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Công nương Diana nổi tiếng bởi đôi má hồng tự nhiên. Khi trở thành công nương của nước Anh, các cô dâu mới phải học cách tuân thủ những quy tắc này trong hoàng gia. Không kề mắt quá đậm. Trang điểm mắt khói đen, ánh kim gắn lông mi giả hay cả viên mắt đôi cánh là những kiểu trang điểm mắt không bao giờ có trong từ điển hoàng gia. Các quý cô hoàng gia không bao giờ trang điểm theo kiểu quyến rũ. Trang điểm mắt theo kiểu hoàng gia thường chỉ gồm một chút phấn mắt và mascara. Trang điểm đậm được coi là dấu hiệu của sự chán ghét chính gia tộc mình. Lớp trang điểm bắt buộc phải lâu trôi. Nữ hoàng, công chúa và những người phụ nữ có tước vị khác thường phải tham dự nhiều sự kiện và hoạt động được tổ chức ngoài trời khác nhau. Đôi khi, những sự kiện này kéo dài nhiều giờ và lớp trang điểm của họ phải đảm bảo luôn hoàn hảo dù trời nắng nóng, mưa gió. Chìa khóa của việc giữ lớp trang điểm bền lâu đó là dùng mỹ phẩm chống thấm nước, sử dụng phấn phủ thật tốt và xịt khoáng để cố định lớp trang điểm. Không dậm lại phấn nơi công cộng. Bạn cho rằng việc dậm lại phấn, thoa thêm chút son nơi công cộng là chuyện quá bình thường, phải không? Nhưng theo nghi thức chốn hoàng gia, việc trang điểm ở những nơi công cộng là không phù hợp, cho dù là đánh son môi hay dậm thêm phấn. Bởi lẽ, đó bị cho là hành động không mấy sang trọng hay thanh lịch. Không sơn móng tay sáng màu. Sơn móng tay màu nâu gần như là luật bất thành văn với phụ nữ hoàng gia. Với hoàng gia Anh, móng tay tốt nhất là để nguyên, cắt tỉa ngắn, gọn gàng hoặc chỉ nên sơn màu hồng nhạt mà thôi. Nguyên tắc số 1 là giữ cho móng tay của họ đơn giản và gọn gàng. Nhiều người rỉ tai nhau rằng nữ hoàng Elizabeth chỉ sử dụng màu sơn móng nâu mang tên Ballet Slippers của thương hiệu Asia trong nhiều năm. Tóc phải được tạo kiểu đúng cách. Theo nghi thức tại các hoàng tộc, kiểu tóc của các nữ nhân nơi đây phải đơn giản và không bù xù. Đặc biệt, khi tham gia các sự kiện đặc biệt, thành viên nữ trong hoàng gia phải buộc tóc gọn gàng. Việc buộc tóc đuôi ngựa được hoàng gia cho phép theo quy định, với điều kiện nó được buộc theo cách trang nhã là thanh lịch nhất có thể. Ví dụ, nữ công tước xứ Cambridge, Catherine Middleton, lấy kiểu tóc xoăn bồng bềnh làm hình ảnh đặc trưng của riêng mình. 100% không cho phép những cô nàng xuất hiện quá bánh bèo hay tóc quá rối. Công nương Kate Middleton là minh chứng cụ thể khi làm tóc 3 lần mỗi tuần, nhằm giữ cho mái tóc trở nên mượt mà và gọn gàng. Dùng mũ cho các sự kiện quan trọng. Theo quy định về trang phục của hoàng gia, mũ là yêu cầu bắt buộc cho tất cả các loại sự kiện sang trọng, ví dụ như đám cưới và Giáng sinh. Vương miện chỉ có thể được đội bởi nữ hoàng hoặc nhà vua. Có vẻ điều này hơi lạ lẫm, nhưng theo chuyên gia về nghi thức hoàng gia Anh Diana Mather, cho tới thập niên 1950, hiếm khi các quý bà ra đường mà thiếu đi chiếc mũ. Bởi lẽ, việc nữ giới để lộ mái tóc của mình trước mặt người khác được cho là điều khác thường. Tuy nhiên, dần dần, mọi thứ cũng trở nên bớt hà khắc hơn. Thế nhưng, việc sử dụng mũ ở sự kiện lớn thể hiện sự sang trọng của người đội. Trên thực tế, cả nữ hoàng Elizabeth, công nương Kate Middleton, lẫn công nương tương lai Meghan Markle đều diện cho mình những chiếc mũ vành hoặc mũ trang trí khác khi đến tham dự buổi tiệc của hoàng thất. Luôn mặc quần tất. Đối với hoàng gia Anh, quần tất đặc biệt được ưa chuộng. Chưa bao giờ người ta thấy nữ hoàng Elizabeth không diện quần tất trong suốt những năm trị vì.
công nương Kate Middleton cũng nổi tiếng với bộ sưu tập quần tất màu sáng. Kể từ sau khi kết hôn với hoàng tử William, cô thường xuyên xuất hiện với mẫu trang phục kèm quần tất. Không được phép hở khe ngực dù chỉ một chút. Điểm chung dễ nhận biết xung quanh trang phục của công nương Diana, công nương Kate Middleton lẫn công nương tương lai Meghan Markle là không ai để lộ bất cứ khoảng trống nào của phần ngực cả. Nếu như công nương Diana thường xuyên diện áo thấp cổ lọ, bà sẽ dùng túi xách để che đi phần ngực nhằm tránh bị báo chí soi mói đến. Với hoàng gia Anh, những chiếc áo cổ quá thấp là điều không thể chấp nhận được. Không sử dụng ví quá khổ. Hầu hết các thành viên hoàng gia thường được yêu cầu tránh sử dụng các loại ví da với kích cỡ quá lớn. Thay vào đó, họ sẽ dùng đến những chiếc ví nhỏ xinh xắn làm phụ kiện mang theo bên mình. Bên cạnh đó, chiếc ví cũng đóng vai trò như cách khiến người dân tránh việc chủ động bắt tay chào hỏi với các công nương. Chuyên gia về nghi thức hoàng gia Anh, ông William Hudson giải thích rằng, quy tắc trong hoàng gia yêu cầu rằng, bạn không được phép chủ động bắt tay chào hỏi các thành viên của hoàng thất. Chỉ khi nào họ chủ động chia tay ra trước thì người dân mới được nắm lấy tay họ.